Đột quỵ không còn là căn bệnh của người già. Đột quỵ đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa hơn. Đáng nói người dân còn rất nhiều quan niệm sai lầm về đột quỵ. Chính điều này làm mất cơ hội vàng điều trị cho người bệnh. Theo bác sĩ Phạm Văn Cường, khoa can thiệp mạch thần kinh, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 Hà Nội cho biết, hiện nay số lượng người bị đột quỵ ngày càng gia tăng, đặc biệt người trẻ tuổi chiếm tỷ lệ không hề nhỏ. Nhiều người vẫn nghĩ đột quỵ là căn bệnh ở người già, trên 60 tuổi. Thực tế gần đây số người trẻ nhập viện vì đột quỵ ngày càng tăng, chiếm khoảng 20-30% dưới 50 tuổi. Một số bệnh nhân 12 tuổi đã nhập viện vì đột quỵ do dị dạng mạch máu não, bác sĩ Cường cho hay. Theo bác sĩ Cường, với đột quỵ não, nhất là với người trẻ, nguyên nhân thường là các bất thường về mạch máu não. Dị dạng mạch có thể bị vỡ ra và gây xuất huyết não, hoặc tắc mạch não gây nhồi máu não ở những bệnh nhân bị bệnh lý hẹp mạch não tiến triển. Nguyên nhân thứ hai là vấn đề tim mạch. Nguyên nhân này trước đây ít gặp nhưng hiện tại phổ biến hơn, đó là những rối loạn nhịp hoặc bệnh lý van tim v.v. sẽ tạo thành những huyết khối trong tim, chúng di chuyển lên trên não gây tắc mạch và đột quỵ. Nguyên nhân thứ ba rất đáng báo động là những thói quen xấu trong sinh hoạt hàng ngày như hút thuốc lá, uống rượu bia, thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh, v.v. Từ đó chúng gây rối loạn chuyển hóa mỡ máu sớm, cao huyết áp, béo phì. Nguyên nhân thứ tư hiếm gặp hơn có thể gặp ở những người phụ nữ dùng thuốc tránh thai kéo dài, não hút thai, phụ nữ sau sinh, v.v. dẫn tới nguy cơ tăng đông máu và gây tắc tĩnh mạch não.